Trải nghiệm tiêu dùng. Trải nghiệm tiêu dùng. Trải nghiệm tiêu dùng. Trải nghiệm tiêu dùng. Kính chào các bạn thính giả, chúng ta đang cùng lắng nghe trải nghiệm tiêu dùng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz. Hy vọng trong ít phút của chương trình hôm nay thì anh Tuấn và Bảo Ly tiếp tục được mang tới cho các bạn thính giả thật nhiều những thông tin hữu ích. Vâng, và đầu tiên trước khi nói chuyện với các bạn nghe đài thì Bảo Ly phải gửi lời cảm ơn đến anh Tuấn đấy ạ. Bởi vì là nhờ có anh Tuấn đưa ra gợi ý về vật liệu lát sàn mới mà bất chấp những ngày mưa gió vì ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên là nền phòng khách của nhà Bảo Ly vẫn cứ gọi là sạch sẽ và không bị cảnh ẩm mốc nữa. Phải công nhận là lát sàn đá công nghệ SPC Royal Crystal trên cả tuyệt vời anh Tuấn ạ. Đấy, người ta qua những ngày mưa thì thêm yêu ngày nắng, chứ còn với Bảo Ly thì chắc là qua ngày mưa lại thêm yêu tổ ấm của mình chỉ từ những điều nhỏ nhỏ như vậy. Nhưng mà tôi thấy Bảo Ly hài lòng, như vậy là tốt rồi ạ. Vâng, nhưng mà Bảo Ly nói cho anh Tuấn biết nhá, không chỉ có riêng Bảo Ly đâu mà những người hàng xóm của Bảo Ly cũng rất là hài lòng với chất lượng của sàn đá công nghệ SPC Royal Crystal lắm đấy ạ. Để hôm nay Bảo Ly mời anh Tuấn và các bạn thính giả cùng lắng nghe trải nghiệm thực tế đến từ những người tiêu dùng kỹ tính này nhá. Sẵn lòng thôi, nào bây giờ thì mời các bạn chúng ta lên đường nào. Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái. Xin chào chị Ngân ạ, hôm nay trải nghiệm tiêu dùng muốn mời chị chia sẻ câu chuyện về sàn nhà mới của mình ạ. Xin chào anh Tuấn, xin chào Bảo Ly và các bạn thính giả đang nghe đài, mình rất sẵn sàng mời MC vào tham quan nhà nhé. Chị Ngân ơi, lúc mình mới mua căn hộ này thì sàn nhà là thô hay là đã hoàn thiện vậy chị Ngân? Nhà mình lúc nhận nhà thì chủ đầu tư đã lắp đặt sẵn sàn gỗ công nghiệp cho toàn bộ diện tích phòng khách, phòng ngủ. Còn khu vực bếp thì lát sàn gạch men giả vân gỗ. Thực sự thì khi đó thì mình thấy rất là hợp lý rồi nên là dọn vào ở luôn thôi. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng thì cũng thấy có nhiều bất cập xảy ra quá. Vâng, cụ thể là gia đình mình gặp phải vấn đề gì với sàn nhà vậy ạ? Bé nhà mình thì gần 3 tuổi rồi. Tầm này thì các bé hiếu động lắm, có bao giờ chịu ngồi yên đâu. Vừa rửa chân tay ướt từ phòng tắm là phi vù ra ngay. Mà kể cả lau chân, còn hơi ướt một chút là cũng đủ trượt ngã rồi. Khu vực bếp núc hay vương vãi nước trên gạch men ngã đã đành. Đây sàn gỗ cũng vẫn trơn trượt lắm. Mà mình cũng không thể nào theo sát con cả ngày 24/7 như vậy được. Còn một vấn đề khác mình gặp phải khi sử dụng sàn gỗ công nghiệp ấy, mà mình nghĩ cái câu chuyện này gia đình nào mà có trẻ nhỏ thì cũng rất hay gặp phải đấy. Đó là việc các con nghịch ngợm này, làm vương vãi đồ ăn thức uống ra sàn thường xuyên. Hay cả chuyện em bé tè dầm ra sàn nữa chứ. Trời ơi, dù mẹ có lau dọn nhanh nhất có thể nhưng cái sàn gỗ công nghiệp cũng bị ngấm nước, đổi cả màu luôn. Các con chạy nhảy trên đó một thời gian là sàn ọp ẹp hở hèm ra hết ra luôn à. Liệu đây có phải là những lý do khiến cho chị Ngân quyết định là mình thay đổi sang vật liệu lát sàn mới không ạ? Mình quyết định thay thế sàn vì thực sự không thể an tâm khi sống chung với tình cảnh này được. Lúc trước thì những việc như chọn vật liệu hay đồ nội thất đều là do một tay chồng mình lo hết. Mình chỉ hình thức in mắt là mình ok thôi. Nhưng mà lần này thì mình quyết tâm cùng chồng tìm hiểu, không thay thì thôi, chứ đã thay để phải chọn loại sàn chất. Chứ mỗi lần sửa nhà thế này mất công mất việc, tốn chi phí mệt mỏi lắm. Nói thật là giờ nghĩ đến mà mình vẫn còn rùng mình đây này. Lúc bệnh, sàn cũ lên để thay thế thì cảm có một ổ mối to đùng, rồi nấm mốc đen thui ra. Nghĩ đến cảnh con thường xuyên vui chơi lăn lộn trên đấy mà mình chỉ tiếc là đã không quyết định thay thế sàn sớm hơn thôi đấy. Vâng các bạn ơi, qua những bất cập xuất hiện trong đời sống hàng ngày thì chúng ta có thể thấy rằng là vật liệu lát sàn hiện nay thì không những là phải đảm bảo tính thẩm mỹ cao mà còn cần cả những công năng nhằm đảm bảo cho cuộc sống trở nên tiện nghi hơn nữa. Còn giờ khi mà đã thay sàn nhà mới thì cảm nhận của chị Ngân ra sao? Chị có thể chia sẻ với chúng tôi không ạ? Vâng, và như hai bạn đã thấy đấy, mình đã tìm được loại sàn chân ái cuộc đời đây rồi. Đó chính là sàn đá công nghệ SPC Royal Crystal. Điều khiến mình ấn tượng nhất khi lắp đặt sử dụng loại sàn này đó là sự an toàn. Em bé nhà mình có thể vô tư đi lại chạy nhảy trên sàn vừa mới lau ướt mà không hề sợ bị ngã nhé. Đặc biệt là sàn đá công nghệ SPC Royal Crystal này có thành phần cấu tạo rất đặc biệt, an toàn từ bột đá, nhựa nguyên sinh. Sản phẩm đạt được các chứng chỉ uy tín toàn cầu, đảm bảo không có chứa chất độc hại cho sức khỏe. Vì vậy mình vô cùng an tâm khi sử dụng lắp đặt. Bởi vì đối với mình và gia đình ý, thì là an toàn của con bao giờ cũng đặt lên hàng đầu đấy. Bên cạnh sự an toàn là ưu tiên hàng đầu thì sàn đá công nghệ SPC Royal Crystal còn có rất nhiều tính năng nữa mà theo mình là hiếm có khó tìm ở những loại sàn gỗ truyền thống khác, như là khả năng cách âm tốt này. Mình ở chung cư mà, các con có hiếu động chạy nhảy thì cũng đỡ gây ồn ào ảnh hưởng đến các nhà phía dưới. Hay là khả năng chống cháy chuẩn châu Âu, không sợ mối mọt, nấm mốc, không cong vênh co ngót.
sàn đá công nghệ FPC Royal Crystal kháng nước tuyệt đối nên mình lắp đặt cho cả khu bếp luôn. Giờ không gian không còn cách biệt nữa. Vâng, đúng là nhìn nhà rộng ra hẳn đấy ạ. Vân sắc gỗ cũng sang trọng rồi hiện đại, xuyên suốt trọn cả không gian sống nữa. Thực sự là lắp đặt sàn đá công nghệ FPC Royal Crystal cho tổ ấm là một sự lựa chọn vô cùng đúng đắn. Nó vượt trên cả kỳ vọng của mình nữa. Và giờ đây là mình có thể an tâm tận hưởng mọi khoảnh khắc sống rồi đấy. Dạ vâng, xin cảm ơn chị Ngân. Các bạn ạ, chúng ta đã vừa lắng nghe chia sẻ đến từ một người ở chung cư quyết định thay đổi sàn gỗ công nghiệp truyền thống để đến với sàn đá công nghệ FPC Royal Crystal. Còn giờ thì Bà Ly sẽ tiếp tục mời quý vị và các bạn ghé thăm địa điểm tiếp theo, một ngôi nhà mặt đất ngay gần đây nhé. Dạ xin chào bác Khang ạ. Được biết là ngôi nhà của bác thì trước có lát gạch men, gạch bông. Vậy thì lý do gì khiến cho bác mạnh dạn thay thế toàn bộ sàn cho căn nhà của mình vậy ạ? Xin chào hai bạn MC và các quý vị thính giả. Nhà bác thì xây dựng khá lâu rồi. Thời ấy vật liệu lát sàn không đa dạng như bây giờ, bác lát toàn bộ là gạch hoa đấy. Sau này thì các con lát sàn gỗ cho cái phòng ngủ ở trên tầng như kia. Mà bác dùng cũng phải giữ gìn lắm, tại sợ nó bị muối mọt hay là ngấm nước cái là vứt đi, xót tiền lắm các cháu ạ. Thế nhưng mà cháu biết rồi đấy, Hà Nội mình có đặc sản nồm, ẩm. Mỗi khi xuân về, sàn lát gạch hoa đổ mồ hôi, lâu lại ướt, ảnh hưởng lớn đến mọi sinh hoạt của cuộc sống. Con cái thì đi làm ăn xa cả, và có hai ông bà già đâu xa, ngay cái đợt nồm đầu năm, bác gái vừa bị ngã do trơn trượt, cũng nguy hiểm lắm đấy cháu ạ. Xong rồi cái sàn gỗ trên tầng dùng giữ gìn thế nào mà không chịu được cái thời tiết ẩm ướt nắng mưa, xuất hiện nấm mốc rồi ọp ẹp xuống cấp. Thế là con bác mới liên hệ bên thương hiệu sàn đá công nghệ FPC Royal Crystal. Họ tư vấn nhiệt tình chuyên nghiệp lắm. Đúng là thời đại 4.0 phát triển, đến sản phẩm sàn lát mà cũng hiện đại tân tiến nhiều tính năng lắm cháu ạ. Nào là kháng nước 100%, không trơn trượt, không cháy nan, không lo cong vênh co ngót, rồi thì tuyệt đối an toàn, không có chất độc hại. Vâng, có thể thấy đây đều là những điều vô cùng quan trọng trong cuộc sống, cho sức khỏe của gia đình mình đúng không bác Khang? Chính xác đấy cháu, lắp đặt sử dụng cái sản phẩm sàn đá công nghệ FPC Royal Crystal, mình mới thấy được giá trị mà nó mang lại cho cuộc sống. Đừng bao giờ xem nhẹ cái vật liệu lát sàn, mình bước đi trên đó mỗi ngày cơ mà. Đấy, giờ nồm ẩm cũng không còn ác mộng nữa. À mà cái sàn này lau chùi vệ sinh cũng dễ dàng cháu nhé. Độ bền thì nghe nhà sản xuất đưa ra là trên 15 năm. Vô tư luôn đi. Cháu xem nhà lát đại sàn mới nhìn sang hẳn đúng không? Mấy bác hàng xóm qua chơi còn bảo thế này: trời ơi trời, nhà bác lát sàn gỗ tầng trệt luôn hả? Sang quá sang nhưng thế này chẳng mấy ẩm mốc, muối mọt hỏng hết sàn bác ơi. Vâng, thực sự là nếu mà bác không nói đây là sàn đá công nghệ FPC Royal Crystal thì bà Ly cũng vẫn nghĩ đây là sàn gỗ đấy ạ. Cảm nhận là bước đi êm ái, đầm chân này, rồi lại còn thấy vân nổi lên trên bề mặt tự nhiên quá luôn bác ạ. Đó, thế nên bác phải giải thích ngay, đây không phải sàn gỗ mà là sàn đá công nghệ FPC Royal Crystal. Đẹp như sàn gỗ tự nhiên, cao cấp mà chẳng sợ nước hay muối mọt. Đấy, rồi không ai bảo ai, mấy bác họ hàng xóm ở đây cũng đang chọn màu để lắp rồi đấy. Vân gỗ hay vân đá đủ cả, tha hồ mà chọn. Mà lắp đặt cũng nhanh lắm cháu ạ, lắp thẳng lên nền gạch hoa luôn. Như nhà bác mấy tầng bác thay hết toàn bộ bằng sàn đá công nghệ FPC Royal Crystal. Mà các anh thợ lắp trong ngày là xong. Thời đại 4.0 phải chọn sàn công nghệ tân tiến mới nhất. Sản phẩm đang là hot trend ở Mỹ cơ mà. Người Việt mình có cơ hội dùng sàn giá tốt, chất lượng quốc tế như thế thì sao mà không lắp ngay. Dạ vâng, cảm ơn bác Khang với những chia sẻ vừa rồi ạ. Các bạn thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng lắng nghe câu chuyện của hai gia chủ, một là ở chung cư và hai là một căn hộ ở mặt đất. Mỗi người thì đều có những trải nghiệm thú vị riêng, nhưng đều có chung một sự lựa chọn, đó là sàn đá công nghệ FPC Royal Crystal. Chúng tôi tin là các bạn cũng đã có những sự lựa chọn cho riêng mình. Hãy ghé thăm ngay website royalcrystal.vn qua fanpage sàn đá công nghệ FPC Royal Crystal hoặc liên hệ hotline miền Bắc 0886 164 466, hotline miền Nam là 0938 137 986, và các đại lý của sàn đá công nghệ FPC Royal Crystal nơi gần nhất để cùng nhau trải nghiệm các bạn nhé. Chương trình của chúng tôi chiều nay xin được khép lại. Anh Tuấn, Bảo Ly xin thân ái chào tạm biệt. Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.